có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Perth, nước mắm Hoàng Gia đang được bán sỉ và lẻ tại hệ thống siêu thị MCQ. Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, vấn đề khan hiếm nhà cho thuê tiếp tục là đề tài gây nhiều tranh cãi khi mà dữ liệu mới nhất cho thấy khả năng chi trả tiền thuê nhà đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Ngoài tiền thuê nhà thì nhiều sinh hoạt phí khác cũng đã liên tục gia tăng, mà thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất là người lao động nhập cư. Liên quan đến thị trường nhân dụng, ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Úc vừa loan báo sẽ sa thải thêm nhân viên trong quá trình tái cơ cấu của ngân hàng này. Tại Nam Úc, làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới được cho là sẽ rất tàn khốc trong mùa Giáng sinh năm nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay thứ Ba, 14 Tây tháng 11, 2023 của Việt TV. Đầu tiên là tin về gia cư, khả năng chi trả nhà thuê đạt mức thấp nhất mọi thời đại. Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn đối với những người thuê nhà khi mà số liệu thống kê mới nhất cho thấy khả năng chi trả nhà thuê tại hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ đã chạm mức thấp nhất từ trước đến nay. Cụ thể, dữ liệu về chỉ số giá sinh hoạt mới nhất của National Shelter và của công ty SGS Economics đã cho thấy ngoại trừ Hobart và Canberra, người thuê nhà tại tất cả các thành phố thủ phủ khác trên toàn quốc Úc Châu đều đang bị ảnh hưởng bởi khả năng chi trả ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Thống kê này cho thấy, người dân ở Sydney đã bị thiệt thòi nhất với khả năng chi trả giảm bớt 13%. Tiếp theo là Melbourne và đứng hàng thứ ba là Perth, mỗi nơi đều giảm sụt 10%. Với khả năng chi trả cho thuê nhà quá thấp, có những lo ngại cho rằng mọi thứ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với những người thuê nhà, theo giám đốc điều hành của công ty National Shelter là bà Emma Rinhall. Theo lời bà Emma Rinhall, thì trong năm vừa qua, những người thuê nhà đã phải hứng chịu những đợt tăng giá nhà thuê chưa từng có, vượt xa cả mức gia tăng về thu nhập, vì hầu hết chủ nhà đều đã chuyển gánh nặng thế chấp của những đợt gia tăng lãi suất liên tục sang cho người thuê nhà. Theo hiệu trưởng Alan Weiss của SCS Economics, thì tác động của vấn đề kinh tế sâu sắc hơn sẽ sớm được cảm nhận rõ ràng ngoài những người thuê nhà, khi mà những người lao động thiết yếu buộc phải rời bỏ công việc của họ, gây ra tình trạng căng thẳng về chăm sóc sức khỏe, các chính sách cũng như các ngành nghề khác. Cũng theo lời bà Alan Weiss, thì những người lao động chủ chốt trong các ngành công nghiệp quan trọng đang ngày càng đi xa hơn khu vực thành thị, với hy vọng sẽ có được cuộc sống phải chăng hơn ở vùng nông thôn. Trong khi đó, Bộ trưởng Gia cư Julie Collins cho biết, chính phủ liên bang sẽ tiếp tục hợp tác với các tiểu bang và lãnh thổ để đảm bảo nhiều người Úc có được nơi an toàn để ở với mức giá thuê phải chăng hơn. Sau đây là tin liên quan đến đời sống đắt đỏ.
người lao động nhập cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến về chi phí sinh hoạt tại Úc. Một cuộc điều tra về việc tăng giá cả vừa được công bố ngày hôm qua cho thấy là những người lao động nhập cư là thành phần đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà giá cả sinh hoạt đã liên tục gia tăng, đặc biệt là tiền thuê nhà vô cùng đắt đỏ, trong khi thu nhập thì không có sự gia tăng đáng kể. Theo các cuộc khảo sát gần đây, việc các hộ gia đình từ bỏ những nhu cầu thiết yếu cơ bản hàng ngày càng trở nên phổ biến do áp lực về chi phí sinh hoạt. Ông Thomas Costa, trợ lý thư ký công đoàn New South Wales, là cơ quan cao nhất của các công đoàn tại tiểu bang này cho biết, việc tăng giá có thể ảnh hưởng xấu đến cộng đồng người nhập cư nói riêng, lý do là bởi vì phần lớn những người này đều là thành phần có mức lương thấp, thậm chí mức lương của họ còn thấp hơn cả mức lương tối thiểu. Thế nhưng họ vẫn phải trả chi phí cao cho những thứ mà có thể đối với một nhóm người khác họ xem là chi phí bình thường và tiêu chuẩn. Chẳng hạn như chỗ ở và di chuyển, người lao động nhập cư phải trả số tiền cao hơn đáng kể cho những thứ đó. Cũng theo lời ông Thomas, thì người lao động nhập cư ở các khu vực nông thôn thường gặp khó khăn về tài chính do giá thuê nhà đã vượt quá cao. Ông Thomas cho biết, những người di cư làm việc ở các khu vực nông thôn nói riêng, đặc biệt là công nhân trong ngành nông nghiệp, trong lĩnh vực hái trái cây, hiện nay đang bị tính chi phí thuê nhà có thể lên đến $160 mỗi một tuần. Và nếu mà share phòng với 6 người khác, điều này cũng có nghĩa là những công nhân này đã phải trả từ $30 đến $40 một ngày. Và đây là một con số quá cao, bởi vì tiền lương cho một ngày họ có thể nhận được chỉ ở mức trên dưới $100 mà thôi. Theo giáo sư Alan Frail, OA, chủ tịch của cuộc điều tra gần đây về hành vi ép giá và định giá không công bằng, được ủy quyền bởi Tổng Công đoàn ACTU, cuộc điều tra hiện đang xem xét về quy mô của các hành vi trả lương thấp hơn quy định đang được các doanh nghiệp lớn thực hiện và tác động của chúng đối với các hộ gia đình tại Úc. Giáo sư Frail cho biết, cộng đồng người di cư là một trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sinh hoạt đắt đỏ hiện nay. Kế đến là tin sinh hoạt bán lẻ, người Úc sẽ chi tiêu như thế nào cho Giáng sinh năm nay? Người Úc chuẩn bị chi tiêu nhiều tiền hơn cho những món quà Giáng sinh, bất chấp lạm phát gia tăng, lãi suất tăng và áp lực chi phí đắt đỏ, theo báo cáo có tên gọi là xu hướng bán lẻ. Báo cáo này được thực hiện bởi Viện học Monash, qua đó cho thấy người mua sắm có ý định chi tiêu nhiều hơn 16% cho quần áo, giày dép và phụ kiện so với hồi năm ngoái, trong khi chi tiêu cho các thiết bị điện tử cũng sẽ gia tăng khoảng 40%, riêng hàng gia dụng và chi tiêu dự kiến cũng sẽ gia tăng đến 16%. Cuộc khảo sát này được thực hiện với sự tham gia của hơn 1.000 người mua sắm trên toàn quốc Úc Châu, qua đó cho thấy ngân sách của việc mua sắm năm nay so với năm ngoái đã có sự gia tăng đáng kể. Những người được tham gia cũng cho biết họ dự định chi tiêu khoảng $500 cho gia đình, trong khi chi tiêu phân nửa khoảng $250 cho bà con và bạn bè, ít hơn là $140. Riêng bản thân của họ, họ dự phóng sẽ chi tiêu gần 250 đồng. Trưởng nhóm nghiên cứu là tiến sĩ Jupper cho biết, chi tiêu tăng lên có thể là do lạm phát và giá cả của chuỗi cung ứng cũng đã có sự gia tăng sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra, một chuyên gia về hành vi của người tiêu dùng từ Viện học Deakin ở Victoria là ông Paul Harrison cũng cho biết, ông không hề ngạc nhiên trước những con số này, mặc dầu chi phí sinh hoạt đã có ảnh hưởng đến các hộ gia đình. Theo nhận xét của ông Harrison, thì dữ liệu này hoàn toàn phù hợp với chi tiêu của những người tiêu dùng trong mùa lễ hội, đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái, bởi vì theo truyền thống rất quan trọng, đặc biệt quan trọng hơn đối với bản chất của một xã hội, đó là cần phải biếu tặng quà cáp lẫn nhau vào ngày lễ Giáng sinh. Sau đây là tin liên quan đến nhân dụng, ngân hàng CBA sa thải thêm nhân viên. Trang tin news.com.au đã đưa tin là ngân hàng Commonwealth Bank sẽ thông báo về việc họ sẽ sa thải khoảng 50 nhân viên làm việc toàn thời. Hiện nay, Commonwealth Bank đang tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp theo một chương trình có tên gọi là PACE, kéo dài trong 3 năm, và thỉnh thoảng sẽ có những thông báo về việc cắt giảm nhân sự được đưa ra. Khi thông báo cắt giảm việc làm ngày hôm nay, phát ngôn viên của Commonwealth Bank cho biết,
Đây là những quyết định không bao giờ dễ dàng và không được xem nhẹ. Và ngân hàng này cũng xác nhận họ luôn tôn trọng và luôn quan tâm tới mỗi cá nhân, dành thời gian trò chuyện với từng nhân viên bị ảnh hưởng để có thể thấu hiểu hoàn cảnh của mỗi cá nhân và tìm kiếm những cơ hội cho công an việc làm mới trong thời gian sắp tới. Ngoài ra thì phát ngôn viên của Commonwealth cũng đảm bảo là họ sẽ hỗ trợ cho những người bị sa thải cho đến khi nào họ có thể nhận được một việc làm mới. Người phát ngôn viên này cũng cho rằng không có một sự cắt giảm nào đối với những thành viên trong nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc những người phục vụ khách hàng tại các chi nhánh của ngân hàng. Nhắc lại là lần cắt giảm mới nhất vừa diễn ra khi mà 88 nhân viên đã bị sa thải hồi tháng 8, bao gồm những vị trí hậu cần, chủ yếu là những chức năng công nghệ của ngân hàng và cũng ảnh hưởng đến người lao động ở các chi nhánh thuộc Sydney, Perth, Brisbane, Melbourne, Canberra. Trước đó thì ngân hàng Commonwealth cũng đã cắt giảm tổng cộng 251 vị trí trong tháng 6 với các vị trí trong lĩnh vực dịch vụ và công nghệ thông tin. Chuyển sang Nam Úc, số ca nhiễm COVID-19 tăng gần 50% chỉ trong một tuần. Tiểu bang Nam Úc hiện đang đối mặt với làn sóng COVID-19 mới, được cho là khá tàn khốc, với số ca nhiễm tăng hơn 50% chỉ sau một tuần. Trong khi các chuyên gia y tế cũng cảnh báo là sự gia tăng số ca nhiễm sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt là trong bối cảnh lễ hội Giáng sinh sắp tới. Một cách cụ thể, Nam Úc đã ghi nhận tổng cộng 2.493 ca nhiễm vào thứ Sáu, tăng 50% so với 1.691 ca nhiễm hồi tuần lễ trước đó. Trong khi vào tuần lễ cuối cùng của tháng 8, thì số ca nhiễm dương tính tại Nam Úc chỉ là 546 trường hợp. Số ca nhiễm nói trên được xác nhận sau khi đã có 6.732 xét nghiệm PCR được thực hiện trong tuần lễ qua. Tuy nhiên, điểm tích cực là số người nằm bệnh viện vì nhiễm COVID-19 vẫn đang ở mức ổn định, tức là trung bình mỗi tuần chỉ có khoảng 30 người phải nằm bệnh viện vì COVID. Thế nhưng các quan chức y tế dự đoán là con số này sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là việc con tàu du lịch Princess Cruise vừa cập cảng Adelaide vào thứ Hai cũng có thể sẽ làm gia tăng thêm số người bị nhiễm COVID tại tiểu bang này, sau khi con tàu này đã bùng phát dịch bệnh trong suốt lộ trình của mình. Và ngày hôm qua, thì chính phủ Nam Úc cũng tuyên bố là một loại virus tương đối mới hiện nay đang tấn công vào Nam Úc. Và theo các chuyên gia y tế, thì tiểu bang này sẽ có các đợt COVID xuất hiện khoảng 3 đến 6 tháng một lần. Lý do là bởi vì khả năng miễn dịch đang ngày càng suy yếu một cách tự nhiên theo thời gian. Do đó, các quan chức y tế đã kêu gọi cư dân tiếp tục việc chích mũi booster, đặc biệt là đối với những người cao tuổi, dễ ngăn chặn những mắc bệnh hiểm nghèo. Nam Úc đã ghi nhận tổng cộng 1.624 trường hợp tử vong vì COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020 cho đến nay. Và làn sóng mới nhất tại Nam Úc cũng đã diễn ra sau đợt bùng phát COVID tại tiểu bang Queensland từ cuối tháng 10, khiến số người nhập viện đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Cuối cùng là tin từ New South Wales. Người lái xe phải trả đến 123 tỷ đô la phí cầu đường vào năm 2060. Những người lái xe ở Sydney sẽ phải trả ít nhất là 123 tỷ đô la phí cầu đường tính cho đến năm 2060, theo một mô hình mới do chính phủ Tasmania công bố sau khi đảng lao động nắm chính quyền vào tháng 3 vừa qua. Mô hình này do Bộ Ngân khố New South Wales cùng với Bộ Giao thông Vận tải của tiểu bang New South Wales đồng thực hiện. Và kết quả vừa được công bố đã cho thấy đây là một gánh nặng về chi phí cầu đường mà những tài xế trẻ tuổi sẽ phải gánh chịu trong 4 thập kỷ tới trước khi các hợp đồng hết hạn. Điều này cũng có nghĩa là một tài xế hiện nay đang ở lứa tuổi 30 tại New South Wales sẽ phải liên tục trả phí cầu đường cho đến khi họ về hưu. Theo Bộ trưởng Ngân khố là ông Daniel Mulhey, thì chính phủ liên đảng tiền nhiệm đã không có một sự rõ ràng khi cố tình không thông báo chi phí cầu đường cho cư dân. Cũng theo lời Bộ trưởng Mulhey, thì chính phủ lao động hiện nay chọn phương án là cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch cho cư dân, bởi vì người dân New South Wales xứng đáng được biết những gì mà họ đăng ký và họ phải chi trả,
cho các hợp đồng tư nhân hóa. Bộ trưởng Moon Hee nói rằng, bằng cách cung cấp công khai tất cả thông tin về mô hình thu phí của Bộ Ngân khố, Chính phủ Lao động Trismin hiện đang thực hiện tốt chương trình minh bạch của mình, bao gồm cả doanh thu từ các con đường cao tốc do tư nhân thực hiện, chẳng hạn như hệ thống West Connect hoặc là North Connect, kể cả M2 và M7. Để tính ra được tổng chi phí, thì Bộ Ngân khố đã sử dụng một loạt những giả định một cách thận trọng, bao gồm cả tỷ lệ lạm phát dài hạn ở mức 2.5% và mức tăng dân số dự kiến tại tiểu bang New South Wales để có thể tính ra tổng chi phí cầu đường mà người lái xe có thể phải trả trong vòng 4 thập kỷ tới. Nhắc lại là chính phủ Trismin đã thông báo là kể từ ngày 1 tháng 1 năm tới 2024, tất cả tài xế tại New South Wales chỉ cần trả tối đa chi phí cầu đường là $60 mỗi một tuần lễ, mang lại sự tiết kiệm đáng kể cho khoảng 720.000 tài xế tại New South Wales. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV Australia. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tin tức vào lúc 10 giờ sáng ngày mai thứ Năm.